chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Thì như các bạn đã biết, việc dùng keo 52 có rất là nhiều các tiện ích trong cuộc sống, để chúng ta gắn lại những cái đồ vật bị vỡ hay là muốn dính cái vật gì đó với nhau, nhưng cũng thật là bất tiện nếu như nó bị dính vào tay hay vào da chúng ta. Vậy làm cách nào để gỡ keo 52 dính khỏi da chúng ta? Hôm nay mình xin chia sẻ với bạn một số cái mẹo để gỡ nhé. Nào, các bạn cùng làm theo mình. Cách thứ nhất mà các bạn có thể áp dụng đó là các bạn khi tay chúng ta bị dính keo 52, chúng ta ngâm vào nước xà phòng ấm, ngâm một lúc khoảng 5 đến 10 phút cho cái lớp keo nó mềm ra, chúng ta nhẹ nhàng chúng ta bóc ra. Trong trường hợp mà một số các cái vết keo cứng đầu, các bạn có thể sau đó chúng ta lấy cái nước acetone, cái nước mà rửa nhũ móng tay ấy, các bạn lấy cái nước đó chúng ta trà vào và rửa lại vết keo 52 sẽ được làm sạch. Cách thứ hai đó là các bạn dùng bơ thực vật để làm mềm keo. Cách này áp dụng với những cái bạn mà có da tay nhạy cảm, các bạn không thể áp dụng những cái không thể bôi được những cái hóa chất khác, thì các bạn có thể dùng bơ thực vật để chúng ta bôi lên trà sát lên cái vết keo đó để làm mềm cái vết keo mà chúng ta bóc ra dễ dàng. Cách thứ ba mà các bạn có thể áp dụng đó là dùng giấy nhám và dầu máy. Trước hết các bạn dùng giấy nhám hoặc là cái rũa móng tay đấy, các bạn rũa vào những cái phần da bị dính keo 52. Sau khi mà rũa xong thì các bạn bôi dầu máy, hoặc là các bạn không có dầu máy thì các bạn có thể là bôi rượu hoặc là xăng lên, thì như thế cũng rất là hiệu quả trong cái việc tẩy sạch các cái vết keo 52 dính ở tay chúng ta. Cách thứ tư mà mình muốn giới thiệu với các bạn đấy là các bạn dùng khi tay chúng ta bị dính keo 52 thì các bạn có thể là dùng dầu gió, cái loại dầu gió màu xanh đấy, các bạn bôi trực tiếp lên cái vết keo đấy thì vết keo đấy nó sẽ bị bong ra rất là nhanh và hiệu quả. Các bạn có thể áp dụng cách này mình thấy nó rất là an toàn. Ngoài ra nếu mà dùng các cách trên mà chưa hết thì các bạn có thể dùng cách thứ năm, đó là các bạn dùng cái nước tẩy keo chuyên dụng ấy. Đấy là áp dụng cho những cái trường hợp mà chúng ta bị dính keo 52 ở trên cái diện tích nó lớn, chúng ta dùng các cách trên cũng được. Chúng ta có thể áp dụng cái nước tẩy keo chuyên dụng, ta tẩy nó sẽ rất là hiệu quả và nhanh chóng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn thấy video này hay hữu ích, các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè, cho người thân được biết. Và nhớ đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.